Đây, ngay trước mắt quý vị là một tác phẩm cây xanh ôm đá, một cây xanh đã hoàn thiện đẹp mịn tít đây này. Xanh quê anh ạ. Cái này là cây xanh quê đúng không? Vâng, em rất là tâm đắc với cái tác phẩm xanh quê này. Đây là cái rơi bóng râm mịn nhỉ. Thứ nhất là rầm rầm dày, thứ hai là lá nhỏ, chất già sáng, nó hội tụ được mấy yếu tố anh ạ. Đấy, như cái tác phẩm này thì em lần này bật lá ra đây em thấy tăng cái niềm đam mê với nó nhiều hơn. Càng ngày nó càng đẹp. Kiếm được cái sành quỳ này đúng là chơi không bao phải là phá được cả hai chiêu anh ạ. Cái này đẹp cả hai bên, mặt trước mặt sau, nói chung là đều đẹp. Bên này thì cái tổng bóng đẹp nhỉ, Và ăn thế ăn cái nào tổng đẹp bóng. cây cây làm hai chiều. À, bên này họ trang trí ở dưới chính là mặt tiền rồi chứ nhỉ. Vâng, nhưng em lại thấy bên kia nó chiều chính ấy. Có khi đang muốn đổi mặt trời thì nó sâu sâu. Cây đây cao khoảng 9-10 anh ạ. Em đứng đằng sau cái cây cho anh cái, Rồi, mọi thôi người em đặt nhìn. kia hơi cao. Hôm nay kia hơi cao, Bởi vì là diện tích nó, mình là muốn cho nó muốn gọn lại. Muốn kê gối lên cái bể kia một chút. rồi Bên đây em đang báo cái giá là 120 triệu nhé. 120 triệu tác phẩm này, 120 triệu. đẹp quá. Đây, quý vị có thể nhìn thấy cây rất già rồi. Đấy, được cái cây xinh quê này thì cái quý vị nhìn cái bộ rễ của nó ôm đá thì đẹp đẹp miễn chê luôn. Đây là một cuộc trưng bày triển lãm nhưng mà được báo giá hết các bạn ạ, để anh em có thể tiện vừa tham quan vừa được giao lưu. Thì cả mà không mua được thì mình cũng Cứ tham tham quan, khảo để mà biết chơi. giá thị trường. Như cái này là có cái anh có cái bác gửi vào bác báo là 35 triệu. Báo giá cái này 35 triệu. Và qua em sẽ hỗ trợ là em ship toàn quốc. À, Và ví dụ mà em ngồi xuống với cây cho anh cái. và ví dụ mà có bán được bác nào ở trong miền Nam hay miền Trung thì em vận chuyển toàn quốc nhé. À, tức Và là em là đứng ra tổ chức cũng hỗ trợ cho anh em luôn cái tiền phí vận chuyển đúng không? vâng không nếu vận chuyển thì chủ cơ phải chịu, nhưng mà ví dụ bác nào thích thì cứ liên hệ, bởi vì giá cả thì mới hôm nữa em sẽ treo cả số điện thoại và giá cây ở đây thì bác nào thích thì có liên hệ được luôn. Cái này là chất liệu cây xanh gì? Chất liệu xanh quê anh Xanh ạ, quê à? Nhưng mà nhưng như mà lá rất đẹp. nhỏ như là móng ấy nhỉ? Anh đang nhìn mà không biết có phải là móng không, nhưng mà Không phải lá móng nhưng như là không mà phải đúng không? nó như kiểu dòng phúc am ấy. Nó nhỏ xíu ấy nhỉ? Vâng. Lạ đẹp thật. Đấy, nhiều người lại cứ nhầm tưởng là móng đấy. Đó. Nhưng nó là xanh quê thôi, nhưng mà chất liệu lá đẹp. Một cái anh cũng ở trong huyện thì anh ấy đang báo em là bán với giá là 15 triệu. 15 triệu tác phẩm này. Em đứng ở giữa cho anh cái. Và anh thì anh ấy làm Đấy. cái cây đây cũng mười mấy năm rồi đấy. Cây đây là cây miền Bắc làm nhá. À, Cây trong miền của Bắc. người miền Bắc mình làm chứ không phải cây miền Nam. Tức Nhiều. là vẫn là mua giống ở trong Nam nhưng mà làm ở miền Bắc hàng chục năm rồi. Thế giờ tóm lại bây giờ nó thuần rồi, gọi là thuần Và Bắc. đây anh báo em 15 triệu, anh bảo anh nuôi mười mấy năm rồi. 15 triệu. Và Mịn tít đẹp nhỉ. cái thông này là cái thông Nhật Bản này cũng có giá là 15 triệu nhé. Hàng này hàng Nhật à? Và Hàng xuất Nhật. những hàng này thì hàng Nhật nhưng mà cũng ở Việt Nam khoảng 5 6 năm Cũng 7 năm rồi. thuần Việt. Tức là anh ấy chuyên về hàng Nhật này. Đây là em báo giá là không phải cái em cũng cứ hỏi giá để Rồi. em báo Tức là nhé. mình đã nắm được cái giá của nó rồi đúng không? Vâng. Đấy là cái báo, cái giá chuẩn, anh em cứ thế là thấy hợp lý là giao lưu thôi. Đây là một cây xanh quê anh ạ. Xanh quê nhưng mà chất già, chất lá rất đẹp. Đấy, như cây này thì em đang bán với giá là 25 triệu. 25 triệu. Và cây này thì cũng của người ta nhưng em nó lại về với em rồi. À. Đấy, tức là nếu mà hợp lý em về luôn. Đẹp. Cái này là thụ cây nhỉ. Và nó Được cái bộ chuẩn bị thích quá. tay canh thì làm theo lối thiên nhiên. Đấy, phẩm thiên nhiên nhỉ. Con đời ông cây nam điên này. Xanh đâm điền. Và Ôm 40 đá ốp. triệu. Nó như con bọ ấy nhỉ. Và
nó đang bò y như cái con gì nó đang bò lên cái viên đá, đẹp lắm. Bên này nhìn nó rất là giống cái con bọ nó đang bò này, còn mối con xây sùng gì đấy nó bò này. 40 triệu anh ạ. 40 triệu tác phẩm này. Tức là các bác thích thì cứ liên hệ nhá, xong rồi em sẽ là người cứ trực tiếp liên hệ với em Duy An. Ừ, đúng rồi. Ra. Đây là cây vối nhỉ. Vâng, cây vối này thì của anh Văn Ninh Văn Sai đây. À. Cái này thì anh ấy đang báo là 15 triệu anh ạ. 15 triệu. Cây vối làm từ nhỏ rất là nghệ thuật. Còn này tiếp theo là một cây si này, cái này đẹp quá nhỉ. Vâng. Cây si này thì là của em. Chất liệu búp gì em? Búp hồng, lá cực đẹp, à, tròn. Lá này thì đẹp rồi, tròn đấy rồi. Lá tròn mà đỡ lắm, lúc mà chắc là mới hôm nữa nó ốm nên nó nảy lộp nên là đỡ lắm. Ừ. Đấy. Cái này em đang giao lưu giá là 36 triệu. Ừ, cái giá rất hợp lý đấy. Một cây si rất đẹp như này 36 triệu. Hòm hòm sẵn chơi rồi. Thế này là hoàn thiện. Ừ, sẵn chơi này. Đây, đây một cái xanh quê. Đỡ phải đi mua phôi với luyện biết đến bao giờ cho xong. Đấy, lại một cây xanh quê mịn tít đấy. Xanh quê thì nó quen thuộc rồi, nó vẫn là vườn em mà. Ừ. Cái này em đang giao lưu giá là 26 triệu nhá. 26 triệu. Đó là một cái xanh quê chất lá rất đẹp. À, cái này được cái già này. Già, cây già. Nhưng mà em mang về em cắt nhiều quá nó bị non hơn đấy. Này này đùi vế anh em. Tiếp theo là cây xanh Nam Điền à? Vâng, cây này cây Nam Điền. Cái này được đang được báo giá với giá là 28 triệu. 28 triệu, vâng. Chất liệu xanh Nam Điền. Một cây hoàn thiện rồi. Già lắm, anh xoay các này. Bạn về thì có sẵn chơi. Đây. Cái này mà có nước vào tí đỏ ao cây đây nhỉ. Vâng. Đấy, đỏ rực này. Già lắm. Đấy, một cây dáng lối cơ bản. Cho anh em cây này thì ít chơi lội mốt lắm. Cây Nam Điền này. Một cây Nam Điền, dáng nghịch ngợm nhỉ, quấy quái. Quấy quái. Vâng. Cái này có giá là 19 triệu. Cái này còn được chỉnh sửa qua bộ dầm cái. Về cho anh em nào yêu thích kiểu gì thì ép dăm theo kiểu đó đúng không? À, con này già đấy anh ạ. Ừ. Tuổi là tuổi già. Được cái nghe nó khô cây nhỉ, da à, diệt nó khô. Già già. Dáng quá cũng lạ dáng. Nó nghịch nghịch dáng, nhiều người thích cái đồ lạ lạ dáng bây giờ. Cái này là giá là 9 triệu anh ạ. 9 triệu cái này đây. Đó, nhiều khi tận dụng một cái cành ngọn cắt ra đấy thành một cái cây đẹp đấy. Còn các bạn luyện đi. Nó lâu lắm mảnh. Lâu lắm rồi. Lâu lắm, nuôi được một cái cành mà có những cái rễ này thế này mất thời gian lắm chứ không nhanh được. Làm cái mini đẹp quá nhỉ. À. Rất là mịn. Cho mấy cái to đây, hàng cổ đây. À, quá những hàng to này. Cái này là ngũ đại tướng quân à? Ngũ đại tướng quân bán lâu rồi. À bán rồi à? Bán lâu rồi. Con này cũng 5 thân đúng không? Cái này thì nó chỉ có 3 thân rồi anh. 3 thân. Mà nó là một cái xanh quỳ nhưng mà chất lá và chất dầm này rất là ok anh nhá. Cái bộ bệ trải đẹp nhỉ. Ừ, nó được là tứ chiều. Bệ là 24 giờ anh có thể chạy đi một vòng nhá. Cái này em đang báo. Nhấc nhấc cái viên gạch kia xuống cho anh cả. Thế cho nó nổi cho đi. Đấy, bệ 24 giờ đi chiều nào các bạn cũng sẽ thấy. Tay canh thì cắt giật, cắt chuyển hết, làm theo cái lối cây đương đại. Bóng dáng thì bóng dáng cái răng làng nhỉ. Yeah. Thực tế là em cũng phải kê dẹp hết rồi em vào bên trong sở này, nó vướng quá. Này chắc là để ưu tiên khách là chính thôi. Đúng rồi, rồi được. Của khách thì được. Cái này của khách à? Cái này của em ạ. Rồi, em đang muốn giao lưu 150 triệu ạ. 150 triệu cái này. Đây là chỗ 1m7 và 1m2 nhé. À, hai anh em đứng sang bên hai bên kia. Đấy, cho mọi người nhìn. Đấy, hai anh em đứng vào. Thế. Ở mặt bên này cũng đẹp đấy chứ. Tức là cây được hai mặt mà anh. Ừ. Người hai mặt thì không ai chơi. Cây lại thích hai mặt. Cây thì càng nhiều mặt càng đẹp. Có phải chơi được tứ diện thì càng đẹp. Đấy, 150 triệu.
Đã gặp Duy An thì cái giá rất là hợp lý, mà đồ cũng là đồ chất. Bên đây là em đang bán ra giá là 88 triệu nha. 88 triệu. Em nghĩ là nó cũng có thể đứng được ở trên trăm đấy, nếu mà một cái vườn khác, tại vì cái dáng nó hầm hố. Thích nhất cái con hoành hoành nó nào nhỉ? Con này đẹp đấy, từ từ từ, em xoay lại đi. Thế cho người ta ngắm cái đường này, nó đây này. Cái đường chạy của nó như thế này. Nó như thế này nó giá trị, nó ăn ảnh, thực sự nó vào là ăn ảnh. Con này nó bắt ảnh. Bắt bóng bắt dáng đẹp lắm. Em sẽ tổ chức chắc khoảng 3 tháng là một lần. Thế là sẽ để mà giao lưu với được anh em được nhiều lần hơn. Mình tổ chức ở đây thì gặp được nhiều anh em, biết được nhiều kinh. Mà chung anh em khắp nơi họ đến nhỉ. Giao lưu. Rồi em xoay một vòng thôi. 88 triệu anh ạ. 88 triệu quá đẹp, hợp lý. Rồi, đứng ở đó. Đó, đây mặt tiền, mặt chính ra. Rất sâu cây. Tiếp theo là một cái xì búp hồng. Đấy, lá này. Nó không được đỡ lắm, nhưng mà không được. Cái này là thiếu nắng nha. Nó có nắng lên cái nó rực. Cái này thì em đang bán với giá là 35 triệu nhá. 35 triệu cái này. Nó là kiểu cái nhiều đồ. Cốt cách nữa được, bể bãi được. Bây giờ mình phải dọn dễ xong mình thu chỗ, cố chỗ nhìn nó cũng lỗi cây hơn đúng không? Chứ mình cái thực ra là vườn em nó nhiều quá, em không thể nào mà em làm kỹ hết được. Đấy. Thì nhiều được quả sạch ra cũng đã khó rồi, chứ đâu phải ai đâu. Và tiếp theo là một cây xanh. Ưu điểm là nụ cục và cây cành rất là kỹ anh ạ. Chất liệu gì này em? Chất liệu nam điền. Nam điền. Cái này được cái nó nắm nốt nhỉ. Nhiều như ốc bộ ấy. Đây đây em đang giao lưu giá là 150 triệu. 150 triệu. Đúng là đồ già lu đấy, nhiều lu đấy, u cục. Cho anh em thích cái đồ u cục này. Cái phần của nó là phần đẹp anh ạ. Phần này là rất là nhiều người thích chơi. Đấy. Cái này cái cơ địa của nó gai lu ghê đấy chứ nhỉ. Chứ có phải là con nào lên được đó, như con này đây, chỗ nào nó chùn lên này. Lên hết. Được cái là cái phần dáng của nó ấy, là cái phần dáng là nó nhìn nó rất là yếu. Nó mở được cái mặt trời, nó sâu rộng cây, nó lại có cái chiều sâu. Còn trực thì rất là gấu cây. Tiếp theo rồi lại sang một con trực lúi đây. Wow, con này đúng bon sai quốc tế đấy. Con này được cái là nó lùn lực anh ạ. Dòng lùn lực. Nó cũng sạch mà làm cũng kỹ. Em cắt bên này biết là nó rất là nền. Tức là chưa đủ khổ độ. Nhưng mà cũng vẫn hy sinh với nghệ thuật cho nó chọc ra. Để mà khoe cái đẹp ra tí nhỉ. Ôi chấp nhận. Bởi vì khi mình tổ chức triển lãm mà lại không khoe cái đẹp ra thì ung tùm. Đấy. Nhưng mà cắt mình thiệt hại mất khoảng 3-4 tháng đấy. Chậm tí. Cái này anh đi cho em vòng nhé, để nó không xoay được. Cái này nó được cả 2 triệu. Và em đang báo với giá là 286 triệu. 286 triệu. Vâng, mãi phát lộc. Mãi phát lộc. Đấy, ứng với một cái số rất đẹp để cho anh em. Đấy, nhiều khi mua cây thế, mua cái số đẹp về nó dễ làm ăn, phát triển. Ô, số bên là chun ghê thế. Ô, này. Kể cả bên hai chiều, tức là còn đang rất là nhiều anh em là cách nhau về, xem chiều là nhiều quá. Mặt bên này nó gỗ, nhìn nó, bên kia thì nhìn nó mạnh lạc nhưng bên này nó gỗ lắm. Độ chun, độ già, độ nhăn, bên này kinh thật đấy. Nó lại có cái tay bên này thì quá đẹp rồi nhỉ, nếu nhìn cái bên này thì cái tay này đẹp. Cái khuỷu ghế nó cũng đẹp này. Cái mỗi rồi cái chiêu là chiều giường nó thóp vào thôi, đúng không? Nó là một cái cười mà em rất tâm đắc. Nàng hy vọng mà bán nó mà mua cái ô tô coi để đi đây. Con này đổi được cái ô tô được. Đổi ô tô mà có 200 mấy mà. Thạch quá, nhìn này, cái đường chạy của nó đẹp. Con này em nghĩ nó vẫn sáng đấy, thực lại vẫn lên. Con này thì đẳng cấp đấy. Nói bên này lại có cái chiêu này nó sâu này. Đấy, nó dính mỗi cái chút là lôi ra, nếu không bây giờ sâu một tí thì nó lại là mặt tiền. Bên kia thì nó đẹp, nó không ngờ sang cái này đẹp hai mặt. Này bên này mình đây theo trực ba vài nhỉ? Thì con trực rất đẹp.
Nó so với con giữa thôi. Nhìn Những cái tay nó lại không đẹp bằng bên kia hai cái bên tay kia đều đẹp nhỉ. hầm hố hơn. Hai cái tay đều dẻo. Bên Thực kia hai tay ra đẹp. là cũng em thì em muốn nhiều, anh biết cái vườn em khoảng mấy trăm cây. Nhưng mà cũng không phải có nhiều tác phẩm mình thích đâu. Không, con này đẳng cấp đấy. Con này bán được mà giữ lại cũng được. Dạ. Đồ này đẹp. Không, nhưng mà bây giờ nghe nó thế này anh ạ. Thế cái đồ đẹp thì phải chia sẻ chứ để cứ giữ ở trời mình. Đó thì nhiều khi là cũng phải có sự chia sẻ. Nhưng mà bây giờ em cũng chưa có nhiều cái đẹp. Đó. Rồi, ok. Còn cái nào nữa nhỉ? Đây cái ổi. Ổi thì thôi để clip sau anh ạ. Clip thôi thế được rồi. Rồi Bonsai Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Có gì các bạn cứ trực tiếp liên hệ với em Duy An qua số điện thoại Bonsai Đinh Vượng đặt ở trên màn hình. Thì quý vị cứ trực tiếp liên hệ với em An và trao đổi qua Zalo cho nó rõ ràng và kỹ càng hơn quý vị nhé. Rồi Bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào.